Xin chào các bạn trở lại với xe ôm công nghệ clip ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ câu chuyện về một vị khách thông minh Đặt cái cuốc xe ráp tiết kiệm nhưng mà lại không đi lại giao hàng Cái kết quả là gì bạn biết không? Rồi kết quả thì nghe tôi kể ha Thì đầu tiên là cái vị khách của mình Bút chiếc xe là chiếc xe tiết kiệm Nó rất là tiết kiệm rồi, nguyên cuốc xe chỉ có 25 ngàn thôi Đó. Chạy là... 8 cây số các bạn chạy 8 cây số 25 000 cực kỳ rẻ luôn đúng không đó rồi tiếp theo chuyện gì nữa chạy tới nơi Nên này là của người bạn tôi kể lại nha chứ không phải là câu chuyện này không phải của tôi thì anh bạn này anh mới chạy lại gặp khách xong khách mới đưa cho anh ta một cái bao đồ mà bao đồ đó là đồ trái cây trong đó nhưng nói chung thì cũng không là trái cây mất tiền gì ba cái cốc ổi xài mới ghi với quê tôi nghĩ chắc là theo nghe kể lại thì chắc là cái người khách này á là, là, là ở dưới quê mới lên là cái gửi cho họ hàng vòng vòng trong, trong xóm đó thì anh tài xế đi đầu tiên đó, là anh thấy đặt cái chiếc tiết kiệm nhưng mà lại không chịu đi người mà lại bắt chở đồ thì anh thấy là anh từ chối rồi anh kêu là đặt lại đi cái, cái ông khách này nói là nhiều tài xế khác chạy hết trơn à sao ông từ chối kỳ vậy rồi ok ông này nghe cũng được thế là ông ta nhẫn luôn thì đặt thì nhấn thôi biết sao giờ rồi bỏ túi đồ lên ràng ràng vàng rồi cũng xách xe chạy tới cái điểm mà đặt cái app đó bấm hoàn thành chuyến xe thì hồi nãy là chuyến xe tiết kiệm nha chở người thì bây giờ hoàn thành cút xe rồi cũng là chở người tới nơi đó đâu có kêu đâu phải là xe giao đồ đâu lấy nguyên bịch trái cây về chia trong đó tôi là cái người cũng đã từng ăn trái cây đó và tôi cảm thấy là câu chuyện này rất là vui nếu trong trường hợp đó là tôi tôi cũng sẵn sàng làm điều kiện đó tại vì sao những người khách hàng của mình họ quá thông minh đi họ thông minh tới cái mức mà họ đặt lộn dịch vụ họ tiết kiệm hai ba ngàn năm bảy đồng bạc đã họ không nghĩ cho anh em tài xế thì mắc cái chứng gì mình nghĩ cho họ đúng không có qua có lại như vậy nó mới gọi được ba Newton tên đó nếu là tôi, tôi cũng sẵn sàng tôi cưỡng những xe này và tôi cảnh báo tất cả những khách hàng dù cho bất kỳ công ty sơm công nghệ nào mà kể cả xe tải là la mua hamu luôn nha mình đặt thì đặt cho đúng chuyến xe đặt khác chuyến xe lúc đó xảy ra chuyện mất hàng mất đồ thì cũng đừng có trách tài xế người ta bản thân bản thân mấy người khách hàng đó là đã ăn gian trước rồi bản thân mấy người cũng đâu có tốt đâu đổ thừa ta chi cũng như cũng như bốn tám gặp bốn chín vậy thôi cũng không có hơn gì nhau đâu nhà thiệt tình nha do đó chúng ta đi bay tiết kiệm thì chúng ta là trả người còn chúng ta muốn giao đồ thì làm ơn đặt chiếc xe address dùm tôi tại vì khi các bạn đặt giao đồ các bạn mới khiếu nại công ty được còn các bạn đặt chuyến bay nha công ty không có lý do để khiếu nại trên á còn camera của các bạn hả tôi thiệt bạn camera đâu phải nhà nào cũng có đúng không mà tài xế bây giờ một khi mà đã xác định mà 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 cưỡng đồ các bạn rồi á là cũng dọc trước có sao có camera hay không nữa đó không phải mà 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 vậy đâu đậu xe đâu ở ngoài chỗ khác khóa cổ lại vô gặp các bạn ôm đồ đi ra đeo bính kích khẩu trang trời biết nha còn trong app thể hiện lên đó là gì là chuyến xe chạy bay mà thì đón lên rồi thả chạy đúng chỗ vậy là ok rồi đâu 80 phần trăm quãng đường đi là ngon lành rồi đâu cần phức tạp gì thêm thì tôi chia sẻ thiệt tình là mấy bạn khách hàng bớt khôn làm tôi cái khôn quá anh em tôi sống không nổi thì chuyến xe nó quá rẻ rồi cũng đừng có ăn gian nữa là chia sẻ thiệt tình còn mấy anh em tài xế của mình ha thì có nhiều ông á đặt lộn chuyến mà gì có mấy đồng bạc cũng ráng chạy luôn ví dụ như ông đặt mà cái chuyến xe chuyến xe bay đi mấy ông chở đồ cho người ta hồi nhà người ta báo là chuyến là là người nhà mất tích rồi trên app mấy ông thì chuyến xe đó rồi, rồi, nó báo công an là lúc đó lưu u mấy ông nữa làm ơn giùm tôi vì cái cộng đồng anh em tài xế có cái đồng ra đồng vô chung đừng có nhận cái chuyến xe tàu lao nó giùm cái rồi chưa kể mấy ông mà nhận cục đồ mà cộng cờ đi chạy ra hỏi ngoài có, có mấy thằng đầy tới của mình hỏi thăm mấy ông đó đầy tới nào thì mấy ông biết rồi ha thì tôi không nói thêm nó thêm, thêm mất công ta cự tôi rồi tôi chúc cho anh em không phải dính mấy cái kèo đặt lộn rồi uh, khách hàng của mình làm ơn bớt khôn tôi cái đó là cái nội dung mà tôi cần muốn chia sẻ trong các clip này hy vọng là chúng ta sẽ có một cái cộng đồng uh, khách hàng cộng đồng tài xế uh, vui vẻ lành mạnh không thể cứu lẫn nhau bye bye